Ôi sướng. Vui ạ. Khá là đã, phê. Hơi giận vì hơi cao su. Đói vì chờ lâu quá. Phá đạo thành công. Là trong quá trình làm cộng tác viên cho phòng tuyển sinh, em được trải nghiệm rất là nhiều. Em thích đi bắt ma trên Hoàn Lạc. Trong môn coding group thì đề tài là tái chế rác thì mình sử dụng rác chưa tái chế. Trong thời gian tham dự 7 ngày trải nghiệm trên Thiền Lĩnh Trúc Lâm, và tối hôm đó thì Thiền Lĩnh Trúc Lâm bị cháy, cả đội đi chữa cháy nhưng mà em ngủ quên mất, không biết là bị cháy hay không. Bạn tham gia vào sinh viên và đã tổ chức rất nhiều hoạt động trong trường, đó là quãng thời gian sinh hoạt tập trung tại Xuân Hòa, và đó là thời gian bọn em có rất là nhiều cơ hội để trải nghiệm như là thay đổi cuộc sống. Chưa chơi được nhiều trong thời gian mà mình học. Chưa có người yêu ạ. Tham gia hoạt động phong trào nhiều nhưng không phân bố được thời gian của mình nên là để học lại một số môn. Điều mà em tiếc nuối nhất là em chỉ được học một năm thôi. Thì em là một đứa hay rủ các bạn đi chơi điện tử nhiều nhất, nên là ra trường em cảm thấy rất là có lỗi đối với bố mẹ các bạn ý, khi mà các bạn ý không đạt được cái bằng khá hoặc là giỏi được rồi. Điều tiếc nuối nhất khi mà em chia tay trường FPT đấy là em không còn cơ hội được gặp lại các thầy cô cùng những bài giảng thú vị như là các gì học lớp để giảm stress nữa. Rất là cảm ơn FPT một lần nữa.